Hans Book. Tim Cook, CEO tài ba bậc nhất của Apple. Tim Cook tên thật là Timothy Donald Cook. Ông sinh ngày 1 tháng 11 năm 1960 tại Alabama, Hoa Kỳ. Ông tốt nghiệp trường trung học Robert Dale với thành tích đứng thứ 2 cả lớp. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông thi đỗ vào Đại học Auburn và tốt nghiệp bằng cử nhân kỹ sư công nghiệp vào năm 1982. Tiếp theo, ông đã thành công lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA tại trường Đại học Duke vào năm 1988. Ông là doanh nhân, nhà điều hành, kỹ sư công nghiệp nổi tiếng người Mỹ. Bên cạnh đó, ông còn giữ chức CEO của tập đoàn Apple. Ông chính là người kế nhiệm của Steve Jobs, người đồng sáng lập Apple. Bên cạnh việc điều hành Apple, ông còn là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Nike, cố vấn cho trường Đại học Thanh Hoa, đại học nổi tiếng nhất Trung Quốc. Sự nghiệp của tỷ phú Tim Cook. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tim Cook làm việc tại doanh nghiệp máy tính cá nhân của tập đoàn nổi tiếng IBM. Ông đã làm việc tại tập đoàn này trong suốt 12 năm liên tục và tích lũy được vô vàn kiến thức và kinh nghiệm cần thiết. Ông từng giữ chức vụ quan trọng trong ban lãnh đạo của IBM tại khu vực Bắc Mỹ trong thời gian làm việc tại đây. Sau đó, ông rời IBM và trở thành giám đốc điều hành của bộ phận đại lý bán lẻ máy tính Intelligent Electronics năm 1997. Ông giữ chức phó chủ tịch mảng dữ liệu doanh nghiệp của thương hiệu máy tính nổi tiếng Compaq trong vòng 6 tháng. Khoảng thời gian này cũng là lúc ông gặp được Steve Jobs và được vị tỷ phú này ngỏ ý muốn mời về làm việc cho Apple. Khi nhận ra năng lực của ông, Tim Cook được Steve Jobs mời gia nhập Apple vào năm 1998. Vị trí đầu tiên ông đảm nhận khi gia nhập Apple là phó chủ tịch cấp cao cho các hoạt động của Apple trên toàn thế giới. Nhờ tài năng quản lý của mình, ông đã giúp Apple giảm được khối lượng linh kiện tồn kho. Năm 2005, bộ phận thu mua linh kiện của Tim Cook đã tập trung mua số lượng lớn bộ nhớ flash. Điều này đã giúp nguồn cung ứng iPod Nano, iPhone và iPad không bị gián đoạn. Những chiến lược kinh doanh của ông đã giúp công ty vừa có thể tiết kiệm được chi phí mà vẫn tạo ra lợi nhuận lớn. Năm 2007, ông được thăng chức vào ban lãnh đạo của tập đoàn Apple. Đến năm 2011, Tim Cook chính thức thay thế Steve Jobs giữ chức vụ CEO của Apple. Dưới sự lãnh đạo và điều hành của ông, Apple không ngừng có những bước tăng trưởng vượt trội với doanh thu đạt mức kỷ lục. Những thành tích kinh doanh của Apple dưới thời Tim Cook. Sau khi trở thành CEO của Apple, Tim Cook đã tiến hành cuộc cải cách đội ngũ điều hành của công ty. Ông bắt đầu thực hiện hoạt động thay máu ban điều hành công ty vào ngày 29 tháng 10 năm 2012. Thời điểm này, Phó Chủ tịch cấp cao của iOS Scott Forstall đã từ chức và trở thành cố vấn đặc biệt cho Tim Cook cho đến cuối năm 2013 khi ông này rời khỏi công ty. Việc thay đổi bộ máy điều hành của Tim Cook đã giúp Apple có những biến đổi rõ rệt hơn trong hoạt động kinh doanh. Từ khi trở thành người điều hành công ty, Tim Cook đã tập trung vào xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp hài hòa, loại bỏ những người thiếu năng lực làm việc. Doanh thu của Apple dưới thời Tim Cook đã tăng gấp 3 lần trước đó. Năm 2018, công ty đạt mức doanh thu kỷ lục 265,6 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong lịch sử phát triển của công ty. Trong 8 năm vừa qua, những gì ông làm cho Apple đã chứng minh năng lực thực của vị CEO tài ba này, đánh bay những hoài nghi trước đây của nhiều người. Dù nhu cầu sử dụng các dòng sản phẩm của Apple trên thị trường có dấu hiệu chững lại, nhưng hãng vẫn luôn dẫn đầu trên đường đua cạnh tranh lĩnh vực công nghệ. Thị phần của Apple vẫn luôn giữ thế độc tôn mà khó có thương hiệu nào có thể đánh bật được. Phong cách lãnh đạo của Tim Cook để có thể đưa Apple ngày càng phát triển là nhờ cách lãnh đạo hiệu quả, độc đáo của Tim Cook. Trong suốt thời gian điều hành công ty, ông luôn tập trung vào các sản phẩm đang có của Apple, thúc đẩy bộ phận bán hàng nâng cao năng suất, củng cố mối quan hệ nội bộ trong công ty. Ông luôn dùng phương pháp dân chủ trong cách quản lý của mình, khuyến khích nhân viên nói lên ý kiến rồi mới đưa ra quyết định. Tim Cook luôn được ngưỡng mộ bởi phong cách lãnh đạo ôn hòa, truyền động lực làm việc đến cấp dưới. Ông cũng biết cách khơi gợi sự sáng tạo của nhân viên, hiểu rõ những điều mình đang và sẽ làm cho công ty. Dù vẫn có không ít những sự so sánh cách điều hành của ông với Steve Jobs, nhưng không ai có thể phủ nhận được thành tựu mà ông mang lại cho công ty hiện nay. Có thể thấy được rằng, Tim Cook là một người kế nhiệm hoàn hảo cho vị trí CEO của Apple thay Steve Jobs. Ông đã dùng năng lực của chính mình để đánh bay những nghi ngờ của dư luận về sự thay thế của ông. Chính tinh thần luôn nỗ lực hết mình, mạnh mẽ kiên cường, dám nghĩ dám làm đã giúp Tim Cook trở nên thành công như ngày hôm nay. Và với những thành công đạt được cùng với Apple, Tim Cook đã góp mặt trong bản đồ tỷ phú thế giới với khối tài sản ước tính hơn 1 tỷ đô la. Các bạn thấy nhân vật Hans Book chia sẻ thế nào? Hãy để lại ý kiến dưới phần comment và đừng quên đăng ký kênh YouTube và theo dõi trang fanpage để đón xem những video tiếp theo.